Vàng miếng SJC ngày 16 tháng 8 giảm thêm 100.000 đồng mỗi lượng, nâng mức giảm trong 2 ngày qua lên 800.000 đồng một lượng. Exim Bank mua vào vàng miếng SJC với giá 65,8 triệu đồng một lượng, bán ra 66,8 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng có giá mua vàng miếng xuống còn 66,3 triệu đồng một lượng, bán ra 66,85 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn quốc tế 16,4 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới trượt giảm liên tục khi các nhà đầu tư thực hiện bán tháo, vàng bị thổi bay 20 đô la Mỹ một ounce xuống còn 1.777 đô la Mỹ một ounce. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR đã tiếp tục bán ra 2,03 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ xuống còn 993,94 tấn. Sự mạnh lên của đô la Mỹ đã khiến mức giá 1.800 đô la Mỹ một ounce của vàng không thể trụ được. Một loạt dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, không mấy khả quan đối với vàng. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ thông báo họ sẽ giảm lãi suất và bổ sung thanh khoản cho hệ thống tài chính của Trung Quốc sau khi một số dữ liệu kinh tế ảm đạm được báo cáo. Dữ liệu của Trung Quốc về sản lượng sản xuất, đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và bất động sản đều suy yếu trong tháng 7. Tin tức về Trung Quốc ảm đạm càng làm tăng thêm lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Những hạn chế nghiêm trọng và thị trường bất động sản gặp khó đã khiến nền kinh tế Trung Quốc trở nên khó khăn trong những tháng gần đây. Trung Quốc là nước tiêu thụ hàng hóa thô lớn trên toàn cầu, bao gồm cả kim loại. Nền kinh tế Trung Quốc đang suy yếu cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa thô sẽ giảm đi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.